xin chào các con. Chào mừng các con quay trở lại với chương trình học tiếng Anh cùng cô Bella. Và đây là chương trình Mindfulness Grade 1. Ngày hôm nay, cô Bella sẽ hướng dẫn các con đến bài học tiếp theo, đó là bài số 12, Unit 12. Trước tiên thì các con hãy lật sang trang sách số 54 và trang sách số 55 để chúng ta có thể bắt đầu với Lesson 1 các con nhé. This is the letter L. The letter L makes the L sound. Lemon, lion, lollipop. Vậy là ba từ mới mà ngày hôm nay chúng ta học được, đó là đầu tiên ở đây các con thấy không? Cái này là một cái chanh vàng. Và một cái chanh vàng ở trong tiếng Anh được gọi là lemon, lemon. Và tiếp theo đây là một con sư tử. Và con sư tử ở trong tiếng Anh được đọc là lion, lion. Cuối cùng ở đây thì là rất là quen thuộc đúng không nào? Đây là một cây kẹo mút. Và cây kẹo mút ở trong tiếng Anh được đọc là lollipop, lollipop. Bây giờ chúng ta listen, point and repeat. L, 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 lemon, 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 lion, 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 lollipop, lollipop, lollipop. Phần now color thì các con tự tô màu các con nha. Chúng ta đến phần tiếp theo, đó là look and listen. Các con hãy sẵn sàng giấy bút để chúng ta viết theo các con ha. L, L. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần 1 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần 2, listen and point. Nhìn vào bức tranh thì chúng ta thấy có 4 nhân vật đúng không nè. Đầu tiên ở đây là một chú phóng viên nè. Vì trên tay của chú có một cái micro và có chữ TV ở đây, thì cô Bella nghĩ là đây là một chú phóng viên nè. Và ở đây có vẻ như là một đường đua. Và trên đường đua này thì có một bạn nhỏ đang mặc đồ cosplay của một cái cây kiểu mút. Và bên này là bạn nhỏ mặc đồ của một chú sư tử. Và bên này là một cậu bé đang mặc đồ của một quả chanh nè. Bây giờ chúng ta xem thử là chú phóng viên này nói cái gì các con nhé. Look, a lemon. Nhìn kia, một quả chanh vàng. Hooray! Look, a lemon. Nhìn kia, một quả chanh vàng. And a lion. Và một con sư tử. And a lion. And a lollipop. Hurrah! Và một cây kẹo mút. Hurrah! And a lollipop. Hurrah! Bây giờ chúng ta listen and point các con nha. Look, a lemon. Hooray! And a lion. And a lollipop. Hurrah! Bây giờ chúng ta sẽ đến phần now color. À, vậy là chúng ta có 3 cái chúng ta cần tô màu ở đây nè. Đây, đây và đây. Nên là các con tự tô màu theo cái màu mà các con yêu thích các con nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. Tree, chant and show. Các con hãy đứng lên và sẵn sàng để nhún nhảy theo giai điệu của bài hát các con nha. Look, lemon. Look, look, look. Lemon. Lemon, look, look, look. Look, lion, look, look, look. Lion, lion, look, look, look. Look, lollipop,
L, L, L. Lollipop. Lollipop. L, L, L. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 1 rồi. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ bắt đầu với lại lesson 2. Và lesson 2 nó sẽ nằm ở trang sách số 56. Nên các con hãy lật sang trang sách số 56 để chúng ta bắt đầu các con ha. Trước tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần 4. Listen, read along. Who has a lemon? Ai có một quả chanh vàng nào? The lion has a lemon. Chú sư tử có một quả chanh vàng. Who has a lollipop? Ai có một cây kẹo mút nào? The lion has a lollipop. Chú sư tử có một cây kẹo mút. Bây giờ chúng ta listen and read along các con nha. Who has a lemon? The lion has a lemon. Who has a lollipop? The lion has a lollipop. Bây giờ chúng ta đến phần tiếp theo, 5 song. Sẵn sàng để hát theo các con nha. The lion has a lollipop, hurrah, hurrah. The lion has a lollipop, hurrah, hurrah. The lion has a lollipop, the lion has a lemon too. A lemon and a lollipop, just for me and you. The lion has a lollipop, hurrah, hurrah. The lion has a lollipop, hurrah, hurrah. The lion has a lollipop, the lion has a lemon too. A lemon and a lollipop, just for me and you. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 2 rồi. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ bắt đầu với lesson 3. Các con hãy lật sang trang sách số 57 để chúng ta bắt đầu các con nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần 6. Say the words, circle letters. Say the words là đọc cái từ đó và sau đó khoanh tròn vào những cái từ đúng ở bên này. Phần này thì các con đã làm rất là nhiều lần rồi nên cô Bella không giải thích nữa mà chúng ta làm luôn các con nha. Lion. Lion. L. Koala. Koala. K. Lollipop. Lollipop. L. Jam. Jam. J. Iguana. Iguana. I. Lemon. Lemon. L. Bên này chúng ta thấy có một từ mới chúng ta học được, đó là ứng với lại cái bức tranh bên này. Và đây là bức tranh của một cái đèn để bàn hoặc là một cái đèn mà có cái chân đứng. Thì cái này ở trong tiếng Anh được gọi là lamp. Con đọc theo các con nha. Lamp. 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 Lion. Lollipop. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 3 rồi. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ ôm lại bài và chơi trò chơi để chúng ta có thể nhớ bài tốt hơn các con nha.
L. L. Lemon. Lemon. Lion. Lion. Lollipop. Lollipop. Lamp. Lamp. Kitten. Koala. Lollipop. Jelly. Ta-da! Vậy là chúng ta đã hoàn thành unit 12 rồi. Cô Bella cảm ơn các con rất là nhiều vì đã đồng hành cùng cô Bella trong bài học ngày hôm nay. Chúc các con luôn khỏe, luôn ngoan, học thật thật là giỏi, nghe lời ba mẹ, thầy cô giáo nè. Và cô Bella hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau các con nha. Tạm biệt các con. Bye bye.